Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình làm cái clip phôi mai tại chỗ Tú Nguyễn Hậu Giang cho quý vị và các bạn có nhu cầu giao lưu nha. Chào Tú ơi. Dạ, em chào anh Tấn, em chào cô bác anh em trước giờ ủng hộ em ạ. Rồi, hôm nay có bao nhiêu phôi đây? Dạ, hôm nay em có 9 phôi mai phôi anh. 9 cây. Dạ. 9 cây mai phôi. Dạ. Rồi, đầu tiên là cây số 1. Dạ, cây số 1. Rồi. Thông số luôn. Dạ, hoành 34. Rồi, 34. Em đo hoành cũ, tôi cũng tham khảo thôi. Hoành cũ nó 77. Rồi, quay. Quay, quay. Quay đi, cứ quay đi. Cây này nó già cây lắm anh. Rồi, chi cành có ha. Dạ, chi cành đóng đều hết luôn. Cao như đây? Dạ, cây này cao khoảng 2m2 anh. 2m2. Rồi, cây này giá nhiêu? Dạ, cây này giá 9 triệu em bao ship 200 km. 9 triệu bao ship 200 km. Dạ. Rồi, đọc số điện thoại luôn Tú. Rồi, ơi, số điện thoại em là 0907 936 170. Rồi, bao ship 200 km. Dạ. Xa hơn dẫn ship nhưng mà cộng tiền phí đúng không? Các anh em chú bác gì hỗ trợ. Có gì hỗ trợ em thêm nhé. Rồi, nhắc lại cái giá luôn. Dạ, giá 9 triệu. 9 triệu, còn thương lượng gì không? Dạ, cây này không có thương lượng. Rồi, đổi thôi. Dạ. Rồi, quay. Rồi, quay đi. Cây này em cũng mới đem về, em chưa cắt kịp, còn em cắt một hai rễ nè, không thôi. Rồi, quay. Để cho nó ra được. Từ từ. Rồi, 4 triệu 2 hả? Dạ, 4 triệu 2 nè. Rồi, thông số làm sao đây? Dạ, cây này hoành 36. Hoành thân 36. Dạ. Rồi, cao. Dạ, cao 65, ở 63. Cao 63. Dạ. Rồi, sang dòng nữa này. Rồi, 4 triệu 2. Dạ, 4 triệu 2, em bao ship 200 km. Rồi, đổi thôi. Dạ. Tiếp tục cây số 3. Cao quá đỡ để lên được không? Dạ được. Cây số 3. Rồi, hoành như đây. Giá ghi này nè ha. Dạ. Dạ, hoành 41. 41. Dạ. Rồi, trên này rồi giót. Đây ha, đây lại đi. Ừ. Đây 29. Đây 29. Dạ. Rồi. Cái này lên mới lên sụ trên đất. Rồi. Quay quay. Sụ sụ. Dạ, mới lên nè. Rồi, cao khoảng nhiêu Tú ơi? Dạ, cao khoảng thước 6. Cao khoảng thước 6. Dạ. Rồi. 3 triệu. Dạ, 3 triệu bao ship 200 km. Bao ship 200 km xây dòng. Dạ, cái này là bông chùm hết. Bông chùm. Dạ, tại em mới diện lô bông chùm. Đảm bảo bông chùm phải không? Dạ, bông chùm. Khỏi ghép gì nữa, về dạ, để không, chơi luôn này ha. Để chơi thiên nhiên luôn. Không cần ghép gì luôn. Dạ. Rồi, về vô chậu là có bông chùm. Rồi. Trước. Tại nguyên của một cái kéo cái bàn quay xích gì phía sau chút xíu đi cho. Dạ. Rồi, rồi. Cây số 4. Mai mình nguồn gốc là ở đâu em? Dạ, ở Hậu Giang. Hậu Giang hả? Cây này em mua ở 14 Hậu Giang. Rồi. Dạ. Mai đẹp ha. Rồi, cái này bông chùm luôn cái gì? Dạ, bông chùm luôn, nguyên lô xích nặng. Rồi. Hoành. Dạ, hoành 35. Rồi, hoành hơn 35. Dạ. Này cũ hay nở, em phản phản tham khảo thì khoảng 5m. Rồi, khoảng 50. Dạ. 2. Rồi, cao nhiêu? 1,5m à? Dạ, hơn 1,5m xíu. Rồi, 1,5m đi. Dạ. Rồi, giá nhiêu Tú ơi? Dạ, giá 3 triệu bao ship 200 km luôn. 3 triệu bao ship 200 km. Dạ. Bông chùm. Dạ. Về chơi luôn, khỏi về chơi luôn. Thích để về chơi tàn dù
để không thôi cắt ngang đi chơi tầm không rồi. Tại cốt cạch nó có đủ bông chùm là em nói kỹ rồi, cái bông là nó mấy cánh rồi nó là cái bông này là bông năm cánh nhưng mà nó một cái cuốn bông nó ra thêm 6 cái bông nữa à, khoảng 6 bông. Dạ 6 gì nữa. Dạ rồi đỡ thôi. Rồi cái này bự ha, ba chữ ba hả? Dạ ba chữ ba nè. Rồi cái này ba chữ ba nha bà con. Rồi hoành lớn à. Dạ lý do là nó dáng nó không dạ. Thế dáng nó không được, nói chung là em bán giá em mua nguyên lô này em để giá gửi tương đương nhau, nhiều khi nó cao hơn mấy trăm ngàn nhưng em cho tiền phí em á chứ gì hết. Rồi dạ đó. Dạ hoành thân ở 42 42 nha bà con. Bự đó. Cao. Dạ cao 99. Cao 99. Dạ. Rồi 3 triệu 3. Dạ 3 triệu 3. Mà bao ship 200 km luôn. Dạ bao ship 200 km. Rồi 6. Cộng rễ cũng lực dữ lắm à. Dạ đấy, đấy lực không? Đấy như lực. Như con vậy đang nằm nó hai cái tay. Hai cái tay trước. Rồi. Cây rồi. Này rất mạnh. Rồi nắng lên. Rồi cái cây số mấy? Cây số 7. Cái này đế cũng đều lắm. Rồi quay đi. Dạ. Rồi hoàn thân. Dạ hoành 33. Hoành 33. Dạ. Cao. Cao như đây. Dạ cao tới đoạn này là 1m26. 1m26. Dạ. Rồi giá nhiêu dạ, Tú ơi? Cây này em giao lưu với anh chị cô chú là 2 triệu rưỡi, em bao ship 200 km. 2 triệu rưỡi dạ. Bao ship 200 km. Dạ. Số điện thoại là 0907 936 170. Rồi. Cây này đế cũng tương đối. Rồi 2 triệu rưỡi dạ. Rồi bông chùm luôn hay gì? Dạ. Rồi nguyên lô nè bông chùm hết dạ, không? Thì một cây nữa, hai cây nữa là hết. Rồi còn cây đó chưa sửa bầu hả? Dạ chưa. Em làm không kịp. Cây đó thì hồi nó đo hoành sơ sơ đi. Dạ dạ. Báo giá sơ đi rồi. Em còn thêm 2 cây nữa. 18 hả? Rồi thôi để dưới quay đi. Dạ. Rồi xây. Bông chùm luôn hay gì? Dạ. Rồi hoành. Dạ cây này hoành 35. Hoành 35 dạ. Có anh em nào muốn bông chùm ủng hộ nguyên lô luôn ha. Dạ, dạ. Rồi, có gì nguyên lô em có tính giá xíu. Hỗ trợ lại dạ. Tại nguyên lô em dễ vận chuyển à, rồi cao 1m50. Dạ cao 1m50. Rồi cái này 3 triệu em bao ship 200 km luôn. 3 triệu bao ship luôn dạ. Rồi đó bông chùm luôn dạ. Rồi còn cây bông chùm cuối cùng là cây thứ 9. Cái 9 cây nào? Dạ cái này. Cái lùng nó không có à? Dạ không cái lùng hết. Rồi cây số 9. Rồi bầu chưa làm xong phải không? Dạ. Rồi xây luôn. Đây xây. Đây xây hướng nào? Đây rồi. Rồi hướng. Rồi đế trung bình thôi ha. Dạ đế được. Rồi cao khoảng nhiêu đây Tú à? Đây này. Khoảng 2m50 dạ. Cây này tay cạnh nó đều hết rồi, về là chơi thôi. Rồi hoành nhiêu? Dạ hoành 37. Hoành 37 dạ. Rồi giá cụ đế nở hạo cái cho. Tại cái này
nó quanh em nở tới 48, 47, 48. 48. Dạ, cây này giá 4 triệu em bao ship 200 km. 4 triệu. Cây này cây số mấy? Dạ, cây số 9. Cây số 9. Dạ. 4 triệu. Còn cái nào không? Đế khủng với cây mà quay. Né. Đẩy ra. Quá trời nắng. Đế rất là đẹp luôn. Ta đếm gì không? Rồi 81. Cho chiều cao trước đi. Dạ. Cao từ mặt bầu lên là khoảng 1m7. Ủa 1m65. 1m65 gì đó. Rồi. Dạ. Rồi. Quành như đây. Bông chùm luôn hay gì? Dạ không. Bông gì? Bông thường. Đây là bông cũng bình thường à. 57. Dạ 57. Quành 57. Cái này giót đọt lắm. Nhưng mà giót đọt trên tính còn 17 à. Ừ, khoảng 17. Dạ. Cây này đế nơm. Em đo củ đế cho các anh em chú bác tham khảo. Rồi giá nhiêu? Cây này giá 29 triệu. 29 triệu. Dạ. Rồi. Cây này đế nó nơm lên khoảng 2 tấc á. Rồi, đế nơm 2 tấc. Nước sạc thì nó thêm bộ ghế mà nữa. Quay đi. Dạ. Rồi. Dạ. Với em còn một cây cù ở clip rồi cho em giao luôn lại. Đi lên cái được à? Còn cây này cù clip trước anh. Dạ. Rồi quay. Cù bán giá hữu nghị luôn này sao? Dạ, giá hữu nghị luôn. Rồi, lúc trước là nhiêu? Lúc trước em kêu giá 3 triệu rưỡi. Rồi, cây này còn nhiêu? Cây này em thu hồi vốn em bán 2 triệu 7. Giao hoành 36. Hoành 36. Dạ. Rồi. Dạ. Cao là khoảng 49. Cao 49. Dạ. Đường kính bầu là 50. Đường kính bầu 50. Dạ, em giao lưu là 2 triệu 7 em bao ship 200 km. Rồi. Dạ rồi. Dạ hết anh. Rồi vậy là chào bà con luôn ha. Dạ rồi. Em chào anh ấy, chào chú bác là ủng hộ em. Rồi. Dạ. Nói chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau nha.